rằng các anh chị vẫn còn. Anh chị nào chưa có giải thưởng giơ tay lên ạ. Cho em kiểm tra còn nhiều không? Vâng, còn rất nhiều. Thông báo từ ban tổ chức chương trình, ban tổ chức có chuẩn bị 10 cái bao lì xì, mỗi bao trị giá bằng thiện kim dưới 1 tỷ đồng và trên 500 đồng, dành tặng cho 10 anh chị đặc biệt nhất trong đêm ngày hôm nay. Bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu công bố những anh chị nào đặc biệt trong đêm nay. Anh chị nào cảm thấy mình đủ đặc biệt lên đây lấy bao lì xì về, được không ạ? Rất dễ. Đầu tiên xin mời một anh con trai tự tin mình có chiều cao cao nhất lên nhận bao lì xì. Ai? Xin mời. Có rồi, một chiếc tay được không ạ? Chào anh đến từ văn phòng nào ạ? Nhà máy Tham Lương. Tham Lương đâu ạ? Nhà máy Tham Lương, anh cao 1m bao nhiêu ạ? 78. 1m78 lần thứ nhất. 1m78 lần thứ hai. Có ai thì chạy lên, cái này không ấy lẹ là thua đều xì. Có rồi, vỗ tay văn phòng nào á? Có luôn, hay quá các anh ơi. Đấy, vậy mới gọi là thi đua nhau chứ. Mình có nhiều thời gian lắm, cứ từ từ chạy lên. Rồi, để chứng minh là mình cao, xin mời các chúng ta tháo giày ra. Bao lì xì rất là giá trị, tháo giày ra để đo chiều cao ạ. Xin mời. Rồi, không nhận nữa, ngưng. Không nhận nữa, ngưng. Ban tổ chức, hai bạn B-boy đứng phía dưới đây giúp giùm. Rồi, xin mời các anh tháo giày ra để cùng đo chiều cao. Thiệt luôn, bao lì xì mà đâu phải giỡn. Rồi, chúc mừng anh, mời anh về vị trí sớm nha. Vâng, xin mời đi hướng này cho nó hoành tráng anh ơi. Dạ đây. Rồi, cảm ơn, vỗ tay đón ảnh về kìa anh chị. Rồi, đặt cấp cho anh lên thi luôn. Ôi ơi, không có thi nữa, lên hết rồi, trời ơi. Nè nè, em đứng dưới đây giùm anh nè. Ừ, anh kêu ngưng là ngưng, không có nhận nữa. Biết đâu ngoài kêu anh sẽ ôm vô chạy vô đây làm sao. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Ôi anh kia tự hiểu luôn hả? Rồi, chúc mừng anh, dạ mà anh về. Anh về giùm em lên ơi. Quá thấp. Rồi, đứng im, đứng hẳn người lên. Anh về luôn anh ơi. Đứng sát vô. Sát vô. Quý vị thấy anh gì có phải là cao hơn anh này không ạ? Anh về giùm em anh ơi. Đứng sát vô. Chú nhún dữ quá, mời chú về trước chú ơi. Đứng sát vô anh trai. Quý vị ơi, đưa cái bàn tay lên. Ai cao nhất vỗ tay cho người thắng cùng. Ai nói anh này cao nhất vỗ tay. Ai nói anh này cao hơn vỗ tay. Mời anh về nhà với fan hâm mộ của mình. Chúc mừng anh một bao lì xì đầu tiên. Ai mang dài vô đứng đây chuẩn bị nhận quà chưa nhận. Tiếp theo xin mời một chị nữ ở hạng mục nhận lì xì. Một chị nữ tự tin mình có chiều cao thấp nhất lên sân khấu nhận quà. Ai? Các đơn vị ơi, cử người lên. 10 người đầu tiên lên ơi. Hai bạn B-boy giúp giùm nha. Để ngoài kia mấy chị bán một é chạy vô. Đó kìa kìa, đỡ lên liền. Đó, mang bút cho cố vô. Mà đòi thi chiều cao. Lên đây. Hai chị đến từ văn phòng. Anh đứng sát ở trong kia giùm em luôn. Cái này mà đang thi giải chi lục. Rồi, đứng ngay đây được rồi, ngay đây được rồi. Rồi, rồi. Ok, hai người. Nhanh lên chị ơi. Bao lì xì. 10 tiếng đếm, ai muốn lì lên. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Trời ơi, có còn nữa hả? 3. 2. 1. Hết giờ. Lưng, không nhận nữa. Khép là bảo vệ lên, hai bạn đứng giống như hai ông bảo vệ. Ừ, để tay sau lưng nha. Để tay sau lưng nha, coi coi. Ừ, đúng rồi đó. Ừ, tới sáng nha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Xin mời các chị cởi guốc nha. Quý anh trai chuẩn bị chấm điểm, nên nhớ phần quà này. Thứ nhất đó là kỷ lục của công ty xây dựng Lê Phan. Thứ hai, nó có phần quà là một phần thưởng nhỏ từ chương trình. Thứ ba, sẽ nhận được một nụ hôn của chị Lệ. Bắt đầu, chấm giờ chấm giải, xin mời. Đứng thẳng người lên nào các chị. Em mời chị đi về. Một người. Đứng sát vô mà, đứng sát vô. Thấp nhất nha. Anh mời bé đi về. Chị ơi, chị hiểu rồi, hồi bé không? Đứng sát vô mấy chị ơi. Đây, chúng ta đang có những... Chị ơi, chị có thể hất tóc chị ra phía sau được không? Nó che cái cầu vai của chị, em không thấy được. Rồi, sau khi hất tóc ra thì... Ồ, dạ không mời cô.
Rồi bây giờ phải mời nhờ các anh chị ở phía đằng xa, người nào nói chị này có chiều cao khiêm tốt nhất vỗ tay. Người tiếp theo ai bình chọn vỗ tay. Thôi, người tiếp theo ai bình chọn vỗ tay. Hình như có vẻ đều đều nhau. Làm lại lần nữa nha, để phân thắng bại. Đôi dài của ai để chán đường quá. Ai nói chị này vỗ tay. Ừ, được vài chục decibel. Ai nói chị này vỗ tay. Hơn chị này chút xíu. Ai nói chị này vỗ tay. Thôi khỏi thi luôn đi, mệt quá, vỗ đều rồi. Chị Lệ ơi, giúp cho mấy em ba nhân vật. Ai là người có chiều cao khiêm tốn nhất? 1, 2, 3, tính từ bên trái qua. Áo xanh, áo trắng và áo vàng. Xin mời chị lên à. Chị hãy dùng chiều cao của chị để đo chiều cao của người khác. Xin mời. Chị ôm, nắm tay người nào, người đó là người chiến thắng. Hãy dùng chiều cao của chị để đo một cách công tâm. Ai? Một chặng với tay cho chị Lệ được không ạ? Cảm ơn hai chị còn lại, cảm ơn rất nhiều. Chính xác. Hai, em đồng ý không? Đồng ý đúng không? Chị thấy cái vai em này nó vừa thấp hơn, cái tóc em này cũng thấp hơn, đúng không mọi người? Ok, chúc mừng em. Kỷ lục công ty Lê Phan thấp nhất. Còn ai thấp hơn nữa không? Thấp nữa không? Ok, trao giải. Cảm ơn hai chị, mời chị về. Em tính chọn chị này là mà thấy ở dưới có cái sự ủng hộ lạ cho nên là chưa dám. Rồi mang dép vô đứng kế bên người tình của chị nè. Tiếp theo, xin mời một chị nữ tự tin mình có chiều cao cao nhất đêm nay lên sân khấu nhận bao lì xì. Xin mời. Chúng tôi rất công tâm, các chị cứ yên tâm. Ủa chị lên nữa, chiều cao cao nhất đó chị ơi. Nhìn chị là thấy thua chị Lệ rồi đó. Vâng, chúng ta đã có một người đẹp rồi, đứng đây giùm em. Đứng đây rồi. Chào chị cao mấy bao nhiêu ạ? 67. 1m67 lần thứ nhất. 1m67 lần thứ hai bao lì xì chị giá lắm anh chị, có thể là 500.000 đây. Có rồi, vỗ tay. Vậy mới được chứ, phải tự tin lên. Quyết chí quyết thắng cho năm nay. Rồi thôi quá trời luôn. Không những đẹp mà còn đô nữa. Wow. Rồi chị này bước lên một cái là chị bỏ về bỏ động. Con gái à, chỗ ơi. Con lên thích luôn hả? Rồi, xin mời các chị tự tin mình cao thì bỏ giày ra nào. Con đứng đây nè, làm cảnh với chú cho vui nè. Đi này. Rồi, đứng cho các cô thi nha. Rồi, cho một chị BC lên đây giữ bé đi nè. Rồi, xin mời các chị đứng sát vào nhau. Rồi, thẳng lưng lên. Em vé cái tóc ra phía sau, còn con chơi với cô nha. Wow. Đứng thẳng người lên. Em thấy là chị này thắng rồi đúng không các anh chị? Rồi, các chị còn lại đi về, cảm ơn. Cảm ơn các chị đã tham gia. Wow, chiều cao quá đỉnh. Chị có thể chia sẻ chiều cao của chị là bao nhiêu luôn ạ? 1m68. Trời ơi, 1cm. Uổng quá, năm sau uống sữa Milo nha chị. Mời chị đứng mình vị trí bên kia. Tiếp theo xin mời một anh con trai tự tin mình có chiều cao khiêm tốn nhất lên sân khấu nhận quà. Cái này chắc đầy quá không ạ? Lên đi. Lên đi. Ai? Ai nào? Lên lẹ lẹ, nhạc lên anh ơi. Lên cao lên. Rồi, xin mời các anh muốn chứng minh mình có chiều cao khiêm tốn thì cởi dép ra nào. Một bao lì xì giá trị dành tặng cho người có giữ chiều cao kỷ lục của công ty xì dựng Lê Phan. Đứng thẳng lên anh, đứng thẳng lên giùm em. Không được, đứng thẳng lên giùm em. Anh đứng thẳng lên giùm em, trời ơi. Rồi, người đầu tiên bắt đầu quyết định. Anh đi về. Rồi anh về luôn, đúng rồi. Anh đi về luôn. Đứng sát vô.
mời anh về luôn. Wow, quá trời công ty xây dựng. Xin vô. Mẹ này chắc là quản lý không, nhưng giỡn không. Anh đi về luôn anh ơi. Wow, gần như chúng ta đang ra được người chiến thắng. Con mời chú. Anh cho em hỏi anh ở đơn vị nào á? Quận 9 anh. Quận 9 đâu á? Còn anh ở đơn vị nào á? Tâm Lương. Tâm Lương đó. Dạ thôi, no. Rồi cho đo luôn. Cho đo luôn. Rồi cảm ơn anh, mời anh đi về. Đã nói là người ta nhìn là ta biết chiều cao rồi. Có phải anh này là có chiều cao thấp nhất không đúng không ạ? Cảm ơn anh. Xin mời anh vào bên trong. Đứng với người phụ nữ của anh. Tiếp theo, không biết ở công ty mình có cái giải này không? Người đàn ông thử với mình mập nhất lên sân khấu lấy quà. Có không ạ? Mập nhất. Nhạc lên xíu xíu nữa nào. Lên đi. Rớt cái thuốc kìa. Lên đi, đúng rồi. Trời ơi, tạc sumo không vậy? Bữa nay mới biết được là công ty chúng ta quá trời tài năng. Đứng sát vô nào. Thấy vòng bụng hay là thấy quà hoành tráng? Trời ơi, mười người, mập nhất nha. Bây giờ hỏi trước thôi. Dạ, chú Nhân hỏi chú bao nhiêu ký ạ? 80. Rồi, cho thi luôn. Rồi, không nhận nữa nha. Không nhận nha. Thi luôn. 80, anh bao nhiêu ký ạ? 80 mấy. 80 mấy ạ? 84, anh bao nhiêu ạ? 94. Anh đỡ đơn vị nào anh ơi? Sống thần. Sống thần. Trời ơi, phải lắm mộ kìa. Thôi đứng bên kia đi ông nội, không có mượn. Thấy ta nổi tiếng cái gì dính vô. Rồi, chú có bao nhiêu ký ạ? 85. 85, à bao nhiêu ký ạ? Quá trời. 107. 107. Trời ơi, tính luôn cả râu. Anh bao nhiêu ạ? 93 ký. Anh bao nhiêu ạ? 87. 87. 100 lẻ. Quý vị và các bạn thân mến, ở cái hạng mục này mà đem lên cân là tốn tiền mua cân lắm. Cho nên hạng mục này là phải nhờ một người phụ nữ của chương trình ôm cái vòng bụng. Vòng bụng ai mà to nhất ôm không hết mới đúng là người mập, đúng không các chị? Xin mời chị Lệ lên kiểm duyệt. Vỗ tay cho chị Lệ đi các anh ơi. Rồi các anh đứng rộng rộng ra cho chị Lệ ôm mỗi người một cái nè. Ai mà dọc bụng tên. Cho cái video nữa cho chị bạn gái nghe video đâu. Đây video đây. Đây video mời chị số 3. MC này chơi chị quá à. Không bây giờ chị nghĩ đi. Đâu có người phụ nữ nào tài sắc dạng tàn như chị đâu. Nói kiểu này không ôm không được rồi. Không, chỉ là ôm vòng bụng thôi, chứ phải ôm vòng khác đâu mà chị lo. Thì chị mới sợ là chị lộn thôi. Dập bụng thôi. Có sợ không? Ai sợ? Bước xuống chứ. Đó, đúng rồi. Bây giờ anh nào không cho ôm bước xuống. Ai nào sợ thì bước xuống giùm chị đi. Bây giờ hỏi nè. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các ai sợ bước xuống giùm chị, cảm ơn. Mắc gì sợ, đúng rồi. Ôm xuống muốn chết đúng không các anh? Ôm mà. Ai bọn thích, trời ơi. Có ai cứu giùm chị không? Không. Bé Loan bé Nga gì đó ngày thường hay đi chị lên ôm giùm chị cái. Văn phòng công ty ai nó không, vỗ tay. Có em nào muốn lên giúp giùm chị cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vâng, xin mời em chị. Em ơi, chắc chị uống 8 ly rượu còn hơn chị ôm á. Không, bây giờ chị cứ rờ vòng bụng mà chị cho em coi là người nào chiến thắng thôi.
Thôi chắc cho chị khám nghiệm nhìn bên ngoài nha. Giờ chị cứ quyền sờ thôi, không cần phải ôm đâu, nói giỡn mà. Mấy anh đừng có ẩn bụng nhiều quá nha. Không ẩn sao thắng chị. Ẩn mới thắng chứ. Đúng rồi, mấy người biết người dòng bự nè, ví dụ như anh, ví dụ như vậy nè. 8 tháng. Không, chị nhìn anh này chắc cũng 8 tháng, anh này 9 tháng sắp sanh rồi. Mấy anh này nhỏ nhỏ 3-4 tháng xuống giùm chị đi. Rồi anh nào chị. Anh chị. Này mới có 3 tháng là xuống giùm. 1, 10 về, anh này có về không? Anh này về, 6 về. Tháng về. Về, ai về nữa? Anh này. Ừ rồi, còn nhỏ, còn nhỏ. Anh này cũng vậy, 6 tháng về, anh đó. Nào trên 6 tháng mới đứng lại. Rồi đứng sát vô, đứng sát vô. Đó. Anh này cũng mới 6 tháng là xuống giùm. Rồi, xin chúc mừng. Mọi người đồng ý anh này là cỡ 8-9 tháng cho lên đúng không? Đúng không? Giúp giùm anh nào tự nhớt giùm đỡ ơn. Ai? 1, 2, 3. Đúng rồi, đứng cận cảnh á, mình mới thấy là anh ngoài cùng là bự nhất. Nhưng mà xét về... Cái gì đang gồng á? Sao anh? Đang gồng. À, nếu có gồng là xuống luôn đó nha. À không. Rồi, bây giờ chị ôm được chưa? Xin lỗi ca, cái thước dây cho chị mượn đi. Cái tay chị chắc không có bằng được. Thước dây kìa, ai có thước dây kiếm đâu ra. Rồi, bây giờ. Bây giờ nha. Mình hỏi là anh uống một ngày được bao nhiêu ly bia? Khoảng 1 ký. 1 ký bia mà tính ký hả ông này? Đá mới tính ký chứ. Rồi 3 lon là 1 ký. À 3 lon 1 ký. Dạ chú bao nhiêu ký? Ngày không biết bao nhiêu lít nước. À. Ừ. Hai mà sống chung nhà với chú là mệt luôn. Cũng lai rai thôi. Rồi khó nữa. Bây giờ chú, chị mình cân nhắc lại, mình đang thi phần thi là người mập nhất, không phải là người bụng bự nhất. Chính xác, chị đang muốn nói điều đó nên chị khỏi phải ôm. Chị ẩm thôi, ẩm mọi người hay nặng chứ. Em vừa phải chứ. Em nhìn tướng chị mà chị ôm, sao chị bưng, sao chị bưng sao nổi. Ok, cảm ơn em. Đó giùm chị. Cảm ơn cái giày. Hạ xuống. Rồi, người đầu tiên. Rồi, nằm ở mức đó phải không? Giữ cái mức đó cho anh. Rồi, tiếp theo. Rồi, người thứ hai. Thắt lại em. Người này bự hơn người kế bên. Rồi mời chú đi về. Mời chú về, cảm ơn chú. Người đàn ông thứ ba. Rồi, người thắng cuộc. Đúng rồi, cảm ơn. Người thắng hơn nhiều. You win. Yes. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Tiếp tục từ chương trình. Xin mời. Ở mình có hạng nữ các chị to nhất không ạ? Có không ạ? Bao lì xì. Một chị nữ tự tin mình có cân nặng to nhất lên sân khấu nhận bao lì xì. Có không ạ? Xin mời. Có không ạ? Chị mà lên là chị thắng luôn. Bước lên đây. 10. 9. Âm nhạc lên xíu nào. 8. 7. 6. 5. Không ai thi à? Có lì xì đây. 4. 3. 2. 1. Vỗ tay bình chọn. Ai nói chị này to nhất vỗ tay. Có ai nói chị này vỗ tay. Cảm ơn chị, giờ chị về vị trí. Thắng luôn. Tiếp theo, một anh con trai tự tin mình đẹp trai lên sân khấu nhận quà. À không, chị đứng bên đây nè chị. Ừ, anh đứng đây, mình đứng cái cặp đôi cho nó vừa đẹp hoành tráng. Nhìn lên nào. Tự tin mình đẹp trai. Đếm thời gian luôn. 10. Mình rất nhiều thời gian yên tâm. 9. 8. Đó, có rồi đây. Đứng này, ngang này, đứng ngang này. Rồi, bắt đầu đứng ngang này. Rồi, đây. Chị Lệ chuẩn bị. Quá trời nhân viên đẹp trai.
lên. 5 4 3 2 1 kết thúc. Bảo vệ ngưng. Security giữ lại. Âm nhạc mở lớn lên là các anh thi phần thi show body. Chơi. Bây giờ mở nhạc lớn lên các anh thể hiện body của mình cho thật là chuẩn. Được chưa? Để các chị thấy được cái nét đẹp của các anh hồi bầu chọn. Được chưa? Âm nhạc lớn lại chơi. Hơn là đi về luôn ha. Rồi chuẩn bị. Đầu tiên người... Xin mời các chị. Rồi 1, 2, 3. Đó hết chưa? Rồi cảm ơn các chị phỏng vấn. Không thi nữa nha, ngưng nha. Nếu đêm nay chị được bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất trong đêm nay thì chị sẽ làm gì với tất cả toàn thể các anh em trong khu vực công ty xây dựng Lê Phát? Xin mời. Xin nghĩ đã. Nếu đêm nay chị được bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất trong đêm nay thì chị sẽ làm gì với tất cả các đàn ông trong công ty xây dựng Lê Phát? Chị sẽ nói rằng các thanh niên, các ông, các nói chung là nam giới của công ty Lê Phát đẹp nhất của đêm nay. Ủa chị sao giọng chị nghe nó sân khấu quá vậy? Chị có học ngành sân khấu không? Dạ không. Quá trời quá đất. Chị nếu chị được bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất cho đêm nay thì sẽ làm gì với tất cả các cánh đàn ông của công ty xây dựng Lê Phát? Dạ em sẽ xin chúc cho mấy anh đẹp trai và những người mà không đẹp trai thì cũng có sức khỏe và làm ăn phát đạt phát tài ạ. Còn chị đã nghĩ ra chưa ạ? Nếu mà được chọn là đẹp gái nhất đêm nay, mình xin chúc tất cả mọi người có một đêm vui vẻ, đặc biệt là những anh trai. Bình thường, có gì đâu đặc biệt. Rồi, bây giờ người phụ nữ đẹp nhất đêm nay sẽ được người đàn ông đẹp trai nhất đêm nay bình chọn. Xin mời anh. Âm nhạc lên cái đi. Ba cô gái đưa tay ra nào. Anh nắm tay hai người đó sẽ là người đẹp nhất đêm nay. Chọn đi anh. Ai, còn hai người lại cảm ơn. Rồi xin mời các đồng đôi đứng lên sân khấu để nhận quà. Bước lên nào. Bước lên đây, bước lên 10 bước, bước lên xin lên đây. Xin cảm ơn anh chị bao lì xì từ chương trình. Một chào đây cho những cái lục gia của chúng ta. Trời ơi dễ thương quá. Người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Quá trời.